Nha. Hôm nay rạ một con xe là mới 60 ngàn nha má. Do trước đây chủ xe có gắn lọc trụ phách và giật khá nhiều. Đó. Và bây giờ xe chạy không nổi nữa, xe chạy rất là khó chịu. Thì trước mắt mà nhìn con mắt thâm nhớt thì anh em thấy rồi ha. Nó đen thui luôn. Thì khi mà tháo đầu lòng ra anh em thấy nhớt không? Nhớt này đen kịt luôn. Thì khả năng cao là cái này á, là cái dàn bố nồi đế nồi dưới là nó banh anh em ha. Nó banh đế nồi thì nó mới lên như vậy nè. Đó. Thì khi mà tháo ra thì đây cái lòng này nha. Cái lòng xe đây. Lòng xe nó là bị khuyết rất là nhiều. Đây. Lúc này chỉ dễ nhìn anh nhá, mất lớp bạc luôn rồi. Đó, mất lớp trắng luôn rồi. Bên này cũng mất lớp kiếng luôn rồi. Ở phía dưới thì nó cũng đang bị dính 4 5 đường sọc anh em thấy không? Đó. Đường sọc này là do mà muội than ở trên nó rất xuống nó mài vô nha anh thấy không? Đó, rất là tê tua. Rồi. Thì những cái này thì cần phải xử lý lại, tháo ra kiểm tra cặp cam thì cam cũng khá là lột đấy nhá, nhưng mà về cơ bản thì cái này vẫn chạy được. Cái này mình nhìn cái tình trạng này giống kiểu mà xài nhất giả hơn đấy nha, đó, nhưng mà cũng không phải, nhất này vẫn có độ nhớt, nhất này vẫn có độ nhớt ha, không phải nhất giả, nhưng mà vì vậy chỉ có nồi thôi, nồi là cao nhất, đế nồi luôn rồi, để xíu mình tháo cho anh em coi luôn, rồi. Cái dên thì bây giờ là nó vừa rơ dọc vừa rơ ngang này, rơ khá nặng rồi. Đó, nên là con này phải chạy ra đi ép dên, xử lý lại dên anh em ha. Ép dên, thay bạc đạn lại. Đó, xử lý lại hết những cái vấn đề của con xe này. Ok, bây giờ thì tiến hành mình tháo ra. Nhìn cái rong này thì giống như kiểu chủ xe trước đây đã có tháo ra một lần rồi thì phải. Đó, tại vì rong jean nó không có bị mất cái lớp tráng kiểu này đâu anh em ha. Ok, giờ mình sẽ tiến hành tháo nồi ra để kiểm tra luôn. Lỡ rồi, đừng nào che máy mà. Tháo ra hết. Thế nha, bây giờ tháo cái nồi ra để kiểm tra cái nồi luôn ha. Thì nồi này là chủ xe có chêm thêm cái lông đèn để mà tăng cái độ ép cho cái lò xo nha em ha. Thực ra thì cũng không ăn thua. Nhưng mà lông đèn kiểu này anh em chêm thì gần như là không ăn thua nha em ha. Tại vì nó có khoảng cái này khoảng 1 ly, không ăn thua. Nên anh em không cần phải chêm như vậy ha. Không có tác dụng gì đâu. Nhiều khi nó còn phản tác dụng vì anh em làm kênh cái nồi nữa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái đế ra, mà nhìn cái nồi này thì biết rồi đó. Cái đế này là, rồi, banh đế rồi. Nó mài đế nha má. Cái bộ nồi này là do là mài đế thành ra là nó mới ra cái màu đen khủng khiếp như vậy này nha má. Rồi, cái này là thay gập đế rồi đó. Đây là cái trái nha má, trái đã lột rồi. Tay dên cũng lột luôn, đây. Cho anh em coi thử cái tay dên này ha. Đây nha, tay dên này cũng lột luôn rồi. Lột nặng rồi, nên là bây giờ sẽ thay cái... Tháo ra thay tay dên, làm lại tay dên, thay bộ bạc đạm dên, xử lý lại toàn bộ con xe này từ A tới Z luôn. Rồi, video sau mình sẽ nói rõ tất cả những cái chi tiết làm cho con xe nhìn em coi ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hello nha, một số con xe Winner chẳng hạn như con xe này đi ha, thì kêu rất là dữ, cái máy kêu rất là to luôn nha, rất là rung luôn. Đó, thì cái nguyên nhân của những con xe như vậy này là anh em biết gì không? Đó chính là cái tăng cam như xe này đi. Xe này thì anh chủ xe đang đi một cái tăng cam tay nha ha. Mà tăng cam tay này mà anh em đi mà khi mà nó đã giảm thêm cam rồi á, mà anh em không có xử lý lại á, anh em không tăng lên lại á, thì rất là nguy hiểm. Ok, bây giờ mình sẽ tăng lên cho anh em coi ha.